trong cái sự nghiệp golfer cũng ít khi chúng tôi được tham dự ở những cái cuộc đánh nó for ball, for sum cũng như match play, thì là anh em cũng phải có những cái kinh nghiệm dần và có cái giao lưu như vậy, thì mỗi một lần các golfer sẽ kỹ càng hơn và sẽ cẩn thận hơn trong một tiếp theo. CM88 là một câu lạc bộ rất là đông và anh em cũng rất là chân tình, thiện tình, và hai bên đã có các cái buổi họp kỹ thuật, và đặc biệt là hôm nay trong fly chúng tôi đánh for sum thì chúng tôi cũng học hỏi được rất nhiều. Tôi là rất là vui và tôi nghĩ là cảm xúc hai bên đều đạt được cái thành công nhất định. Hôm nay được giao lưu với lại bên G20 thì rất là vui mừng vì có đây là cuộc giao lưu học hỏi anh em bên đây. CM88 là được giao lưu với G20 là cũng là vinh dự cho bọn mình rồi. Đâm ra là bọn mình đánh không có tí áp lực đâu. Học được là G20 đánh rất là bình tĩnh, chỉnh chu. Có quả thì bọn mình xác định từ đầu rồi, dù thế nào cũng vẫn vui. Xúc nó rất là hứng khởi khi mình đã chơi một trận cầu tốt. Tất cả các golfer hôm nay là chơi với một cái tâm lý là rất thoải mái và chơi rất hay và rất fair play, nâng cao được tất cả trình độ và đánh single match, four ball và four sum. CM88 nay là mọi người cũng đều chơi tốt nhưng mà G20 chơi tốt hơn. Qua cái buổi giao lưu này thì tôi nhìn thấy rằng là bên câu lạc bộ CM88 là những thành viên rất là chăm chỉ, tôn trọng cái kỷ luật của câu lạc bộ. Các bạn cũng có họp bàn sắp xếp cặp và đưa ra các cái chiến thuật giúp cho anh em có những cái trải nghiệm để sau đấy có thể là va vấp đến những cái giải đấu lớn hơn. Và qua những cái trận như thế này thì mình cần phải làm gì, mình cần phải rèn luyện như thế nào về kỹ thuật, cần phải trau dồi một cái tâm lý thi đấu như thế nào để giành những kết quả tốt. Giao lưu với lại câu lạc bộ của Hùng Mạnh G20 thì thấy là rất là vui rồi. Thế còn cái kết quả của trận đấu thì không quan trọng lắm, tất nhiên thua thì là buồn đấy, nhưng mà không có gì cả. Đánh gôn thì không thể nói trước được, không thể nói là nếu, không đổi được do cái gì cả mà do mình thôi. Mình đánh không tốt thì mình thua. Trên thực tế thì hai đội rất cân tài cân sức cho đến phút cuối cùng. Cú cuối cùng và những cú bắc cuối cùng, cái tổ chức giải tuy nhỏ nhưng mà cái sự khốc liệt, sự quyết liệt hay nói khác là về chỉ khả năng trình độ kỹ thuật là rất tốt.